giò heo ha. Cơm giò heo thôi bà già ăn cơm giò heo đi. Đó, để đọc chiêu á. Trước giờ nghe bún giò heo rồi chứ bây giờ cơm giò heo kìa. Mình bán từ mấy giờ hả chị? 6 giờ sáng. Bán 1 ngày luôn hả? Đây là cơm tấm luôn hả? Ồ, ngon rồi đây. Đây cơm tấm luôn nè, ngon chưa? Cơm tấm giò heo. Ờ, à, cơm tấm giò heo. Mà sao chị nghĩ ra bán cái món hay đấy? Mà tụi em hơi bất kỳ bất ngờ là hồi đó giờ giò heo ta để nấu những cái món như là hủ tiếu hay mì gói. Món nước á. Tự nhiên là chị bán cơm giò heo. Đọc chứ, lọc lạ luôn đó, thiệt cái chứ bộ. Này bán lâu chưa chị? Mấy tháng hả? À vậy là mới mà. Với cơm hấp dẫn vậy chơi. Ồ, 5 miếng thịt luôn ha. 25 ngàn. 25 ngàn cái gì đó. Ồ, rẻ vậy hả? Chà. Có đầy đủ. Dạ là cái này là cứ ghé Long Xuyên là qua quán cơm giò heo ăn rồi. Đây mọi người giò heo rồi. Không không có hành nha chị. Mấy anh đó có anh nào anh không mở hành không? Đầy đủ đi, đầy đủ ha. Ồ chết chà. Đây nó đang có cái đây có cái nhạc khó chịu quá. Cái giò heo này là mình kho hả chị? Khìa hả? Giò heo khìa. Nhìn cái tủ nó còn mới, nó sạch sẽ. Đó, đồ nó ngon ghê á. Trời, đây là cái quán mới. Mới tháng nhìn hấp dẫn, sạch sẽ. Cách bài biện rất hay ha, bài biện trên cái dĩa kìa. Mà anh Phố Bụi có thấy là nước chen không? Ừ. À. Đây. Cái nước chan để ăn cơm á, giống như là trứng vậy. Đúng rồi, giống như Long Xuyên là nó đậm vị nước chan đó đó. Ờ. Ngon quá. À, đó cái nước chan này, rồi nước chan này mọi người, đó, chan vô cái cơm tấm. Chị xếp cái dĩa cơm nhìn thấy hấp dẫn quá hả? À. Đây, xếp cái dĩa cơm nhìn ngon quá hả? Đó, 25 ngàn một dĩa, nhìn chị làm ngon ghê á. Nếu mà có thêm nửa cái trứng nữa là nhiêu chị? Mấy tiếng không tốn tiền. Ủa? Cơm thêm với nửa cái trứng là 5 ngàn. Đúng rồi. Dạ. Mỗi ngày là bán bao nhiêu tiền cho mình? Đây giò treo vậy. À, nhìn treo hay rồi. Đây. Chị chủ đây. Đây một dĩa cơm 25 ngàn. Có trứng là vừa cơm thêm mới 5 ngàn đó. Ồ, còn đây là canh. Cái này canh hả? Đúng rồi, canh bằm. Ồ, canh bằm luôn, hấp dẫn thử. Lạ không? Trời, ngon hả? Cái nồi canh chất lượng quá. Bằm chi xương. Dạ. Này súp á. Súp á, à, đúng á, chính xác á. Nó ngọt từ xương rồi củ nè. Ngọt từ xương đúng không? Đúng, xương à. Xương với cái củ này nó ra là nó ngọt rồi. Khỏi gần cái gì á. Hấp dẫn quá chị ơi, cái xe cơm hấp dẫn quá. Đây một cái nồi cơm tấm lớn để bán cả ngày luôn nè.
Thường tới chiều là bán là mấy giờ mình nghỉ vậy? Tới tối luôn á. Tới tối luôn. Dạ xin chào mọi người, hôm nay thì mình ghé thành phố Long Xuyên để chia sẻ mọi người một cái xe cơm rất là lạ, xe cơm giò heo. À, đặc biệt là trước giờ nghe bún giò heo, rồi mì giò heo, hủ tiếu giò heo, bây giờ cơm giò heo nha. À, đặc biệt là cái giá ở đây nè, cơm giò heo có 25.000 nè, 4 miếng giò heo luôn. Đây ở phía đây là phía ngoài nhà, cái xe cơm, đây có bì, có đồ chua, à, có tép. Đây đặc biệt là cái phần giò heo chắc một đống đây luôn nè. À, rồi vô phía trong nhiều người ơi. Sao được không? Được không mấy thầy? Hấp dẫn quá chưa? Chưa hấp dẫn ha. Ủa, cái dĩa cơm có 25.000 mà hấp dẫn chưa kìa. Ồ, đã chưa? Bún với thịt. Đó, à, có cái này nữa hả? Cơm tôm nữa chứ. Cái này là như đó là gọi là món gì đây? Đồ chú à. À, thôi, dùng ha. À, bàn ghế thì sạch sẽ lắm. À, đây quán mới cho nên là nhìn thấy sạch sẽ. Cơm tấm đúng không? Cơm tấm á, đúng rồi. Quán cơm độc đáo quá. Đây cái giò bự quá ha. Đây là cái phía trong của cái xe cơm nhà giò heo nè, giò heo là heo đây nè, nhìn hấp dẫn chưa? À, phía dưới đây nữa. À, đây là chị chủ quán chị đã sắt cái giò để cho bán. Đẹp quá, hấp dẫn đó. Dạ, lái đây. Tìm tí mỡ hành. Được rồi. Cơm giò sắc nhuyễn thì một đống này luôn. Bế hộp cho em đi hai ơi. Bút kiến trúc đang cứu hỏi cho anh ơi. Giò treo vậy nè, phải chứ. Để nguyên một hàng đây luôn. Ngon quá. Thank you.
bự ghê thiệt. Và gia đình vô cùng xin tiếp báo tin đồng chí Nguyễn Quốc Tùng xin. Đây là một cái dĩa cơm tấm xưa giò heo 25.000, 4-5 miếng giò luôn đấy, bao nhiêu quá, thêm nửa cái trứng nữa, có thêm cơm nữa, có đồ chua. Ồ trời, sao được không thầy Nguyễn? Ngon lắm. Ngon ha. Ồ, cơm tấm giò, trứng, ngon quá nè. Nhìn cái nước mắm người ta làm là hấp dẫn rồi. Thật với lại ba cái đồ phụ thêm á, đầy ấp dĩa cơm luôn. À, đầy luôn rồi. Cái dĩa cơm nhìn chất lượng thiệt á. Sáng làm cái làm dĩa già chắc bụng ra. Để thử thử coi. Cái thịt giò gì ngon. Ăn chưa thầy đã? Anh có nghe được cái vị thơm của nước giang không? Chưa ăn rồi. Dưa cải thôi. Ừ. Nay có dưa mắm. Rồi có dưa mắm nữa. Tôi ông uống bạc hàng á, giấm rượu á. Ngon. Đồng chí Phan Thị Hồng Thảo, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hồng Vương. Đồng chí Lê Đoàn Vũ, đảng ủy viên, ủy viên trưởng ban thanh niên lịch sử phường Hồng Vương. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Bửu, đảng ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Hồng Vương. Đồng chí Nguyễn Thúy Tân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hồng Vương. 9. Đồng chí Lý Hoàng Tân, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Hồng Vương. 10. Đồng chí Lê Thị Bảo Hằng, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Hồng Vương.